và các bạn đã đến với kênh Nhà đẹp Apollo Việt. Tôi là Thùy Linh, nhân viên phụ trách truyền thông của Apollo Việt. Thưa quý vị, trên hành trình khám phá những ngôi nhà đẹp trên mọi miền Tổ quốc, chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị những công trình biệt thự, những mẫu khách sạn đẹp nhất hiện nay. Để không bỏ lỡ bất kỳ một mẫu nhà đẹp nào mà chúng tôi chia sẻ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo ở phía dưới. Ngày hôm nay, vẫn với chủ đề các mẫu biệt thự đẹp, kính mời quý vị cùng khám phá công trình biệt thự mái Thái 2 tầng vô cùng ấn tượng của gia đình ông Phí Đình Chi tại Hoài Đức, Hà Nội. Thưa quý vị, một đặc điểm riêng biệt tạo nên nét đẹp độc đáo, cuốn hút của những ngôi biệt thự phong cách tân cổ điển đó là nét đẹp sang trọng, nhẹ nhàng, quyền quý của phong cách kiến trúc cổ điển xưa kết hợp với nét đẹp phóng khoáng của phong cách kiến trúc hiện đại đã tạo nên một không gian sống vô cùng lãng mạn và tinh tế. Qua sự tư vấn tận tâm, tận tình của đội ngũ Apollo Việt, ông Chi đã quyết định lựa chọn đơn vị của chúng tôi bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp, chú đáo và các công trình thực tế của Apollo Việt thiết kế đều rất đẹp và rất sang trọng. Mẫu thiết kế nhà đẹp của gia đình ông Phí Đình Chi được xây dựng tại Hoài Đức, Hà Nội với tổng diện tích là 125m², trong đó mặt tiền là 9m2 và chiều dài là 12m7 với loại hình mái Thái độc đáo, với tổng mức kinh phí đầu tư rơi vào khoảng 1,2 đến 1,5 tỷ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng mẫu biệt thự đẹp được thiết kế theo một lối kiến trúc châu Âu với những nét đặc trưng rất riêng biệt, rất nổi bật. Sau đây, xin mời các bạn hãy cùng với Thùy Linh khám phá không gian ngoại thất sang trọng và công năng mặt bằng tầng 1 đầy đủ tiện nghi qua phối cảnh 3D và bản vẽ chi tiết của mẫu nhà đẹp tại Hoài Đức này nhé. Trong chủ đạo, đây là gam màu tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trẻo. Tông màu này đã giúp cho ngôi biệt thự hiện lên rực rỡ hơn, lung linh hơn dưới ánh nắng mùa thu. Màu trắng không chỉ khiến cho ngôi nhà thêm phần nổi bật, sang trọng mà còn giúp khắc họa những chi tiết hoa văn, phao chỉ trở nên sắc nét và tinh tế hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, các trụ cột, những hoa văn với những nét trang trí vô cùng lưu luyện, tỉ mỉ và sắc nét đã tô điểm thêm vẻ đẹp sang trọng và dáng vẻ khỏe khoắn, chắc chắn cho ngôi biệt thự đẹp. Từ những ô cửa thoáng, cửa sổ, cửa chính, hệ trụ cột đến hệ mái Thái đều được thiết kế các đường chỉ, đường phào tinh tế, sắc nét đã tạo nên một không gian sống vô cùng thanh thoát và ấn tượng. Quý vị có thể thấy ở đây, ban công tầng 2 được các kiến trúc sư sắp đặt hệ sắt mỹ thuật màu đen tuyền, uốn lượn, nổi bật trên tông màu chủ đạo trắng tinh khôi đã tạo nên sự uyển chuyển, mềm mại và cuốn hút. Không chỉ dừng lại ở việc dùng sắt mỹ thuật để trang trí ban công, mà ban công chính còn được bố trí một dàn hoa bê tông đồng màu với màu sơn tường. Sau này, những dàn hoa xinh xắn với muôn vàn sắc màu cùng với chậu cây xanh vừa đảm bảo không phá đi vẻ đẹp của tổng thể kiến trúc mà còn mang lại một không khí thoáng mát, dịu nhẹ cũng như tạo nên một không gian lý tưởng giúp các thành viên trong gia đình có nơi nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ phút làm việc mệt mỏi. Thưa quý vị, một điểm đặc biệt có ấn tượng mạnh mẽ đối với người nhìn tại ngôi nhà này đó chính là sự bố trí hoành tráng tại sảnh chính và sảnh phụ của ngôi nhà. Nếu như sảnh tại tầng 1 sử dụng hệ cột vuông vững chắc, khỏe khoắn với những tính toán, tỷ lệ cân đối và hài hòa nhất, được tô điểm thêm những đường kẻ chỉ như những vị hộ pháp bảo vệ căn nhà, tạo nên được sự đê thế đẳng cấp cho sảnh chính. Ngoài ra, kiến trúc sư bố trí thêm hai chiếc đèn xinh xắn ở trụ cột sảnh chính đã giúp cho mỗi nhà trở nên thơ mộng hơn, lộng lẫy hơn và đặc biệt là vào buổi tối. Đường chỉ kẻ sọc trang trí cho hệ trụ cột tô thêm vẻ đẹp thanh lịch cho mặt tiền chính diện của ngôi nhà. Để tăng thêm phần mềm mại, uyển chuyển cho ngôi nhà, các kiến trúc sư đã sử dụng hệ trụ cột tròn tại sảnh phụ nhằm tô lên nét sang trọng, cuốn hút cho mẫu nhà đẹp mái Thái kiểu Pháp. Dẫn vào trong ngôi nhà là hệ ba bậc tam cấp với tỷ lệ, kích thước được tính toán chuẩn phong thủy, trần tường bao quanh nhà và hệ bậc tam cấp được lát gạch granite phân chìm có tác dụng bảo vệ ngôi nhà khỏi tác nhân gây bệnh như là nấm, mốc từ môi trường và thời tiết. Hệ thống mái Thái màu xanh đen kết hợp với màu đen mềm mại của hệ lan can sắt mỹ thuật, màu nâu đậm của gạch giả đá, tổng thể đã mang đến cho ngôi nhà một không gian hài hòa nhưng vô cùng độc đáo và lôi cuốn. Khi tìm đến Apollo Việt nhờ tư vấn thiết kế, vợ chồng ông Chi đã bày tỏ mong muốn được sở hữu một ngôi nhà mái ngói 2 tầng để giữ vững đúng bản sắc văn hóa của dân tộc. Do vậy, kiến trúc sư của chúng tôi đã đề xuất phương án sử dụng mái Thái chống nóng cho ngôi nhà và mặt đặc trưng của kiến trúc Á Đông đáp ứng nguyện vọng của gia chủ.
sự sáng tạo của kiến trúc sư Apollo Việt cho mẫu biệt thự đẹp kiểu Pháp, thể hiện ở phần mái thái được thiết kế giật tấp vì đối xứng lớp chồng lớp, các lần mái xếp chồng lên nhau tạo cảm giác to lớn, bề thế và giúp cho ngôi nhà tưởng chừng như cao hơn. Mẫu biệt thự đẹp được đội ngũ kiến trúc sư Apollo Việt bố trí khá nhiều cửa sổ bằng hệ nhôm sinh pha. Khung cửa sổ sử dụng toàn bộ là màu trắng, hòa quyện vào gam màu ngoại thất chung của toàn bộ ngôi nhà, đã mang lại một không gian sống đậm chất châu Âu. Hơn nữa, hình dáng các khung cửa sổ cũng được biến đổi linh hoạt giữa khung hình vuông, hình chữ nhật và hình bán nguyệt, giúp cho không gian sống trở nên cuốn hút hơn và thơ mộng hơn. Những ô cửa sổ kính được bố trí ở mọi không gian, từ phòng khách, phòng bếp đến các phòng ngủ, đã tạo nên một không gian mở, mang ánh sáng tràn ngập vào trong không gian sống. Khi ở trong ngôi nhà, bạn sẽ luôn cảm nhận được các luồng gió mát mẻ, không khí thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà biệt thự 2 tầng được thiết kế mang phong cách kiến trúc tân cổ điển đã chinh phục trọn vẹn trái tim của những thành viên trong gia đình ông Phí Đình Chi, và ngay cả các vị khách đến chơi nhà cũng không ngừng trầm trồ và tán thưởng. Sau khi tiến hành khảo sát hiện trạng khu đất và lắng nghe những mong muốn của gia chủ, kiến trúc sư đã tư vấn và đưa ra phương án thiết kế khiến chủ đầu tư không thể chê vào đâu được vì rất đẹp và hơn cả mong muốn của ông và gia đình. Thưa quý vị, ngôi nhà biệt thự tân cổ điển không những lộng lẫy về ngoại thất mà còn được bố trí công năng nội thất chuẩn phong thủy, rất khoa học, tiện nghi do kiến trúc sư tính toán và sắp xếp. Mời quý vị cùng theo dõi bản vẽ mặt bằng công năng để xem cách sắp xếp và bố trí các phòng hợp lý như thế nào nhé. Tổng diện tích sàn của ngôi nhà đẹp rơi vào khoảng 125m², trong đó mặt tiền là 9m² và chiều dài là 12m7. Công năng mặt bằng tầng 1 được bố trí một phòng khách với diện tích 26m², phòng bếp kết hợp phòng ăn có diện tích 21,5m², một phòng ngủ nhỏ với diện tích 12m² và một phòng vệ sinh. Tầng 2 được bố trí một phòng thờ rộng 14m², một phòng master khép kín 17m² và hai phòng ngủ nhỏ có diện tích từ 15-16m² và một phòng vệ sinh chung. Từ sảnh chính đi vào là không gian phòng khách với diện tích 26m². Tại đây được bố trí một bộ ghế sofa và kệ tivi ở phía đối diện. Từ khu vực này, chúng ta có thể đi sâu vào khu vực bếp và phòng ăn. Hai khu vực được phân chia bởi vách kính được bố trí một cách tinh tế và hiện đại, vừa giúp gia đình có thể quan sát khu vực phòng khách, vừa tạo không gian riêng tư cho khu vực phòng bếp. Phòng bếp có diện tích là 20m², được bố trí một cửa sổ lớn, hai cửa sổ nhỏ, không gian vô cùng sáng sủa, giúp cho gia chủ dễ dàng sinh hoạt và nấu nướng. Ngoài ra, ngôi nhà được bố trí thêm một sảnh phụ, từ phòng bếp, phòng ngủ có thể đi ra ngoài, ngắm khuôn viên sân vườn xung quanh hoặc sinh hoạt gia đình mà không cần đi qua sảnh chính, rất thuận tiện trong sinh hoạt gia đình, hơn thế còn tạo nên sự sang trọng cho ngôi nhà đẹp. Mặt bằng tầng 1 thiết kế một phòng ngủ rộng 10m², cùng với đó là nhà vệ sinh khép kín rộng 5m², có vách đóng kính ngăn riêng biệt và sạch sẽ. Các phòng ngủ đều được bố trí cửa sổ nhỏ để lấy ánh sáng và gió tự nhiên, tạo cảm giác thư thái cho các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, để đảm bảo được sự an toàn của gia đình cũng như ngôi nhà, chúng tôi xin phép không giới thiệu mặt bằng công năng tầng 2. Nếu quý vị có mong muốn tham khảo công năng tầng 2 và các chi tiết khác, vui lòng liên hệ theo số hotline 0962 368 892 để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể. Thưa quý vị, mỗi công trình của chúng tôi là một tác phẩm nghệ thuật, là đứa con tinh thần của tập thể Apollo Việt. Chúng tôi đều tận tâm và chăm chút công trình từ khi bắt đầu tư vấn, khảo sát đến khi công trình hoàn thiện và đi vào sử dụng. Thưa quý vị, ngay tại buổi khảo sát đầu tiên, kiến trúc sư chuyên môn hơn 10 năm và kinh nghiệm trên 500 công trình nhà ở dân dụng sẽ về gia đình để khảo sát lô đất. Tại đây, kiến trúc sư sẽ sử dụng cảm quan, kinh nghiệm để cảm nhận các luồng khí tại lô đất, từ đó có thể tư vấn phong thủy, giải đáp mọi vấn đề về thiết kế xây dựng, thi công cho gia chủ ngay tại công trình. Bên cạnh đó, chúng tôi là đơn vị tiên phong trong ứng dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến hiện đại nhất, từ đó góp phần hỗ trợ kiến trúc sư đưa ra các phương án thiết kế tốt nhất như bày những chiếc flycam để khảo sát lô đất. Từ đây, kiến trúc sư có thể quan sát từ góc nhìn trên cao toàn cảnh của khu đất cũng như các khu vực lân cận và các yếu tố xung quanh có tác động ảnh hưởng đến ngôi nhà. Thay vì thước dây, chúng tôi sử dụng thước laser để đo đạc chính xác đến từng mm, sử dụng la kinh để đo độ và hướng nhà chính xác nhất. Ứng dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay với các phần mềm vẽ 2D, 3D, 3D Max và Lumion
để thiết kế nên những công trình trực quan sinh động và hoàn mỹ nhất. Kinh nghiệm, chuyên môn của kiến trúc sư cùng công nghệ kỹ thuật hiện đại chắc chắn sẽ mang đến một ngôi nhà đẹp hoàn mỹ nhất cho quý vị. Vừa rồi, Apollo Việt đã cùng với các bạn khám phá bối cảnh 3D và mặt bằng công năng tầng 1 của công trình biệt thự phong cách tân cổ điển của gia đình ông Chi tại Hoài Đức, Hà Nội. Ông Chi và các thành viên trong gia đình chia sẻ rằng gia đình ông cảm thấy vô cùng hài lòng và thật sự phấn khởi vì đã tìm đến đúng đơn vị tư vấn Apollo Việt để có một bản thiết kế đầy đủ, chi tiết và chuẩn xác nhất. Một ngôi biệt thự 2 tầng mang vẻ đẹp tân cổ điển, sang trọng và vô cùng tinh tế sẽ là không gian tuyệt vời cho gia đình ông Chi sinh sống và nghỉ ngơi thư giãn. Nếu như quý vị cũng đang muốn sở hữu một mẫu nhà như thế này hoặc bạn đang có ý tưởng muốn xây dựng một công trình nhà đẹp, nhà sang trọng, đừng ngần ngại, hãy nhấc máy và gọi cho chúng tôi theo số hotline 0962 368 892 để được tư vấn và đăng ký thiết kế các mẫu nhà đẹp nhất hiện nay nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh Nhà đẹp Apollo Việt để cập nhật thêm nhiều mẫu nhà đẹp hơn nữa. Nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới để được đội ngũ kiến trúc sư giải đáp một cách tận tình nhất nhé. Một lần nữa, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.